Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tạp chất hay không tinh khiết. Tạp chất trong Kinh Thánh là gì? Không tinh khiết là một cái gì đó làm hỏng bản chất không bị nhiễm bệnh của một cái gì đó. Nếu ai đó buộc tội bạn không trong sạch, họ nghĩ rằng bạn hoặc bản chất của bạn đã bị hư hỏng theo một cách nào đó bởi tội lỗi. Khi nước tinh khiết, thứ duy nhất trong nước đó là nước. Tạp chất tinh thần là gì? Tạp chất tinh thần là gì? Sự ô uế tinh thần sẽ là về tinh thần của chúng ta không trong sạch, tức là từ sự thờ hình tượng, ham muốn, tham lam, kiêu hãnh và sự khó chịu tâm linh khác, hoặc thiếu tình yêu và trái tim của Thánh Linh khác. Dễ dàng đạt được sự thuần khiết hơn theo giao ước cũ, vì nhiều trong số đó là nghi thức. Tạp chất được sạc dược phẩm là gì? Các tạp chất trong dược phẩm là các hóa chất không mong muốn tồn tại cùng với các thành phần dược phẩm hoạt động hoặc phát triển trong quá trình pha chế hoặc khi lão hóa vào công thức. Sự hiện diện của các hóa chất không mong muốn ngay cả với lượng vi lượng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và độ an toàn của dược phẩm. Điều gì gây ra tạp chất? Tạp chất trong một hợp chất được dược phẩm hoặc một có nguồn gốc chủ yếu từ các nguyên vật liệu, dung môi, chất dung gian và các sản phẩm phụ và quá trình tổng hợp. Các nguyên liệu thô thường có yêu cầu độ tinh khiết thấp hơn nhiều so với một chất ma túy. Điều gì làm cho một ai đó không tinh khiết? Một người chạm vào xác chết trở nên bất tịnh. Một người chạm vào thứ gì đó bị làm cho bất tịnh bởi một xác chết trở nên bất tịnh. Một người chạm vào họ hoặc chạm vào ghế của họ hoặc các tàu mà họ chạm vào là không tinh khiết. Một người đàn ông có thể xả tinh hoặc một ngay may xúc động trước tinh dịch là không tinh khiết. Làm thế nào để bạn đủ điều kiện cho một tạp chất? Mức độ của bất kỳ tạp chất trong một chất ma túy mới đã được kiểm tra đầy đủ về an toàn hoặc nghiên cứu lâm sàng sẽ được coi là đủ điều kiện. Các tạp chất cũng là chất chuyển hóa có ý nghĩa trong các nghiên cứu trên động vật hoặc con người thường coi là đủ điều kiện. Không tinh khiết đạo đức có nghĩa là gì? Đặc biệt là sự ô uế đạo đức từ các hành vi ghê tởm, đặc biệt các tội liên quan đến đời sống xã hội như tội tình dục, thờ ngẫu tượng và lừa dối. Hơn nữa, trong khi tạp chất nghi lễ có thể là vô ý ô nhiễm đạo đức. Ảnh hưởng của sự tạp chất là gì? Các tạp chất có thể mang lại sự không tương thích và các chất khác. Các tạp chất có thể làm giảm thời hạn sử dụng của các chất. Các tạp chất có thể gây khó khăn trong quá trình xây dựng và sử dụng các chất. Đôi khi tạp chất làm thay đổi tính chất vật lý và hóa học của các chất. Suy thoái tạp chất là gì? Một tạp chất do sự thay đổi hóa học trong chất ma túy mang lại trong quá trình sản xuất hoặc lưu trữ sản phẩm thuốc mới do tác dụng của nó. Ví dụ ánh sáng, nhiệt độ, nước hoặc do phản ứng với tá dược hoặc ngay lập tức. Quá trình tạp chất và chất xuống cấp là gì? Hữu cơ chất ma túy sản phẩm thuốc tạp chất bao gồm quá trình tạp chất mà kết quả từ sản xuất quy trình. Sự xuống cấp các sản phẩm được quan sát trong nghiên cứu, sản xuất và ổn định. Các tạp chất có ở mức dưới ngưỡng nhận dạng thường không yêu cầu nhận dạng. Khuyết tật tạp chất, tạp chất là gì? Các khuyết tật tạp chất là các nguyên tử nước ngoài thay thế một số nguyên tử tạo thành chất rắn hoặc nén vào các kẽ. Họ rất quan trọng trong các điện hành vi có bán dẫn, đó là vật liệu được sử dụng trong chip máy tính và các thiết bị điện tử khác. Các chất không tinh khiết là gì? Các chất không tinh khiết và không
và chất tinh khiết. Một chất nguyên chất là một chất được tạo thành chỉ một nguyên tố hoặc hợp chất. Một chất không tinh khiết được tạo thành từ hai hoặc nhiều nguyên tố hoặc hợp chất không liên kết với nhau về mặt hóa học. Làm thế nào để bạn kiểm tra tạp chất? Một trong những cách đơn giản nhất để kiểm tra độ tinh khiết của bất kỳ chất nào là so sánh chất đó với mẫu tinh khiết được chứng nhận. Ngay cả các so sánh vật lý cũng có thể tiết lộ rất nhiều về độ tinh khiết của mẫu. So sánh chủ quan có thể tiết lộ sự hiện diện của bất kỳ tạp chất lớn, chẳng hạn như bụi bẩn hoặc tạp chất có màu khác. Cái gì làm cho nước không tinh khiết? Nước có thể trở nên không tinh khiết bằng hai cách: bằng cách hòa tan một số chất và chỉ bằng cách trộn lẫn với một số chất. Nó có thể bị nhiễm thoát nước vì sự cố rò rỉ trong đường ống chạy gần nhau. Do đó khi nó đạp đi đến bạn, nó có một số cách cho nước để được bất tịnh. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.